xã Phương Giao hiện có trên 1.000 người Giao Lô Gang sinh sống, chiếm trên 24% tổng số dân toàn xã. Người Giao Lô Gang bao thế hệ cùng sinh sống với các dân tộc trên địa bàn xã Phương Giao từ lâu đời. Họ hòa đồng, đoàn kết cùng các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương. Những nét văn hóa, phong tục tập quán tuy bị ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài, nhưng người dân vẫn cố gắng gìn giữ và phát huy những tinh túy mà cha ông để lại. Người Giao Lô Gang ở Phương Giao đã thành lập nhóm bảo tồn, điệu hát Pả Dung truyền thống, hướng tới thành lập câu lạc bộ để duy trì luyện tập, truyền dạy các làn điệu cổ và làn điệu mới. Hàng năm thì ngân sách huyện chúng tôi đều bố trí một cái khoản kinh phí để hỗ trợ cho các câu lạc bộ văn hóa của các xã để gìn giữ, phát huy những cái giá trị văn hóa của đồng bào trên địa bàn. Đời sống văn hóa tinh thần của người Giao Lô Gang rất phong phú, thể hiện qua hệ thống các phong tục tập quán lâu đời. Trong đó, lễ hội cầu mùa đang được quan tâm, lập hồ sơ xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Về trang phục dân tộc ấy, thì là bà con nhân dân ở đây cũng rất là chuẩn bị cầu kỳ và sẽ chuẩn bị mặc rất sớm. Và cái bản sắc giữ gìn cái bản sắc trang phục này thì tức là anh chị nào cũng phải có. Có một cái lễ như thế này là cầu thần linh cho mình được một cái bình an, làm ăn phát đạt và cầu cho cái sức khỏe cho tất cả những gia đình ở trong cái xóm này là tôi cảm thấy rất là mừng, rất là vui. Làng xóm anh em là 3 năm làm một lần, vì cái lễ cầu mùa làm to này này. Thì nói chung là góp tiền, góp gạo, mỗi người có ít, góp nhiều thì là góp vào để làm cái lễ cầu mùa này để an tỏa cái thần linh thổ địa, sơn thần thổ địa ở trong cái làng bản này. Cầu an, cầu phật, cầu mùa để được may mắn, bội thu. Người dân tộc Giao Lô Gang này thì cái lễ này rất quan trọng. Chả khác gì coi như mình thờ tổ tiên. Mong muốn của bà con người Giao, xã Phương Giao cũng là rất là mong cấp trên để quan tâm, có một cái công nhận về cái văn hóa lễ cầu mùa của người Giao. Cái lễ cầu mùa này thì nó rất là ý nghĩa. Cùng với tiếng nói, trang phục truyền thống là một trong những văn hóa độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của dân tộc Giao Lô Gang. Bà con người Giao ở xã Phương Giao luôn giữ trang phục truyền thống trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là dịp lễ Tết. Chúng tôi sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với người dân về cái giá trị của di sản văn hóa. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ duy trì các cái lễ hội truyền thống của các đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện để thông qua đó thì có thể là giới thiệu những cái nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc cũng như là cái giá trị văn hóa của các dân tộc đó và sẽ kết hợp với phát triển kinh tế của đồng bào. Ở đây thì chúng tôi đang phát triển đối với du lịch, có nghĩa là kết hợp du lịch với các cái di sản văn hóa. Cùng các dân tộc anh em trên địa bàn, người Giao Lô Gang ở xã Phương Giao đã và đang giữ gìn tốt những bản sắc văn hóa đặc trưng trong đời sống và trở thành những chủ thể chính trong không gian bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc của mình.